Xin chào anh em đã quay trở lại với Đam Mê Công Nghệ. EQ Z9 Turbo, một cỗ máy trong phân khúc tầm trung, phải nói là cực kỳ hot rồi. Em này thì với Snap 8S Gen 3 cũng là một trong những cái đối thủ cực kỳ là nặng ký với em Redmi Note 3. Ok, video ngày hôm nay thì anh em hãy cùng mình thử xem cái khả năng chiến game trên cái em EQ Z9 Turbo này thì nó sẽ cho ra những cái trải nghiệm như thế nào anh em nhé. Đầu tiên thì mình cũng đã có đo qua điểm số AnTu ở đây thì nó sẽ cho ra là hơn 1.384.000 điểm. Thì nói chung là với con số này thì thật ra cũng không phải là một con số gì đó nó quá cao đâu. Một vài lần trước thì mình có đo nó lên tới là 1.400 cơ. CPU thì cho ra là hơn 328.000 điểm này, GPU là hơn 477.000 điểm. Cơ bản thì với Snap 8S Gen 3 với số điểm như thế này thì nó cũng đã rất là ok trên cái em EQ Z9 Turbo như thế này. Và mức giá thì mình có đang tham khảo tại cửa hàng Clickbuy đang là tầm hơn 7 củ cho phiên bản là 12256. Anh em quan tâm thì có thể bấm vào cái phần đường link ngay dưới phần mô tả để có thể tìm hiểu chi tiết của con này nhé. Rồi, thì anh em hãy cùng mình vào test game thôi. Và tựa game mình chơi hôm nay sẽ là PUBG này. Đó, với những tựa game nó nhẹ hơn như là Liên Quân, Tốc Chiến các thứ thì chắc là mình sẽ bỏ qua đi. Tại vì với những tựa game nó thì nó cũng không gì phải gọi là khó khăn với con chip Snap 8S Gen 3 như thế này. Cho nên là mình sẽ chơi luôn tựa game PUBG đi. Rồi, và đầu tiên thì cứ xem trước cái đồ họa mà em này có thể cho ra được. Sáng mình cho lên mát rồi anh em nhé. Rồi, ok, đồ họa này. Thì em này sẽ lên cao nhất là Ultra HDR. Nói chung là cũng như là những cái con chip flagship thôi. Đồ họa thì tốc độ hình sẽ mức cực cao. Và anh em muốn chơi một cái tốc độ hình nó mượt mà nhất có thể thì anh em có thể để đồ họa ở HDR và tốc độ hình ở cực độ này. Và để xem thì nó có thể lên được cái tốc độ của mình cao hơn không anh em nhé. Ok, vậy là em này thì chỉ lên được tối đa là cực độ 60fps mà thôi, chứ không lên được là 90 hay là 120fps. Ok, thì mình sẽ chơi ở HDR đi. Rồi, cực độ này, nhiều màu, có đơn cưa 4x này. Rồi, ok, với mức đồ họa là như vậy. Thì để xem trong cái quá trình chơi game của mình thì nó sẽ mang lại cái trải nghiệm nó có thực sự là hoàn hảo hay là không. Thì anh em hãy cùng mình vào ván game luôn. À, trước tiên thì mình sẽ bật cái đo FPS để cho anh em thể dễ dàng quan sát được nha. Đây, thì mình sẽ để đây. Ok, đây, vào game luôn. À, trước khi vào chơi thì pin sẽ là 85% khi bắt đầu. Thì để xem sau khi hết ván game thế này thì nó còn lại là bao nhiêu. Nói chung là em này thì nó cũng sẽ có cho nên một viên pin phải nói là cực kỳ là trâu bò, chính là 6.015 giờ luôn. Đó, để cho em thì gọi là sử dụng với trong vòng ngày các thứ thì phải nói là quá thoải mái rồi. Còn em có chơi game thì nói chung là nó cũng sẽ cho ra một cái khoảng thời gian cũng tương đối là dài đấy nhá. Và hết pin thì nói chung là anh em cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Tại vì kèm theo đó thì anh em vẫn sẽ có một cái công suất sạc cũng rất là lớn thôi. 80W thì nó sẽ tiết kiệm cái khoảng thời gian sạc hơn cho anh em rất là nhiều. Ờ, vào trong đi. Ok. Ơ, không có súng à? Từ từ. Nên này nó ra nhỉ, giật mình ạ. Ok, nói chung là mới nhảy xuống thì vẫn rất là mượt mà thôi. Ở ngoài à, ngoài ở đâu vậy? Đấy, nói chung là về màn hình thì với một cái tấm nền thì cũng rất là chất lượng thôi, AMOLED này, thì anh em sẽ có một cái tốc độ khung hình rất là cao luôn, đó 144Hz. Nói chung thì 120Hz thì nó cũng đã rất mượt mà rồi. Để mà so với 144 thì nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt đâu. Nhưng mà không sao, đó cũng là một cái con số gì đó nổi bật thì ok, cũng là một điểm cộng rồi. Đó, còn về sử dụng chơi game cầm nắm thì em này thì nói chung là với một cái kiểu thiết kế cũng không hẳn là quá là vuông cạnh đâu. Cho nên là khi mà anh em cầm máy trần các thứ thì cũng rất là thoải mái, cũng không bị quá là cứng tay. Chắc là hết rồi nha. Ôi, có drop nha, xuống 50-51 này. Mặc dù đây cũng chỉ gọi là mới đầu game thôi, nó cũng chưa hẳn là vào cuối trận đâu. Tuy nhiên thì vẫn có một pha drop anh em nhé, 56 này. Nhiệt độ thì nó cũng chưa tăng lên nhiều anh em, nó cũng chỉ mức gọi là hơi hơi một xíu thôi. Đây, mình cũng sẽ cho anh em xem luôn.
32 này. Đó, 31 thôi. Đó, nóng nhất là ở cái phần này, 32, chứ nó cũng chưa có một cái dấu hiệu gì gọi là quá nhiệt cả. Không muốn nói là một phần nhiệt độ nó cực kỳ là mát luôn. Tại cơ bản đây cũng là một cái con game, nó cũng chỉ gọi là mức trung bình thôi, chứ nó cũng không phải là một cái tựa game gì đó nó quá là nặng. Cho nên là với Snap 8S Gen 3 nó cân cũng rất là khỏe thôi em nhé. Đâu nha, hồi máu nè. Rồi bo đã anh em ơi. Đâu thế? Ôi, bắt đầu drop nha. Đây này nè. Công luôn, công luôn. Ôi, có 13 này, cục 6 này. Ôi, giàu thế nhờ. Để mà nói với Snap 8S Gen 3 thì thực sự là nó thì nó cũng mạnh đấy. Tuy nhiên thì mình thấy để nói gọi là anh em sử dụng để mà chơi những tựa game như thế này thì mình lại thích với những con máy được trang bị là Snap 7 Plus Gen 3 nhiều hơn. Đấy, thật sự là như vậy. Nếu như cơ bản trên em EQ X9 Turbo như thế này thì mình thấy 8S Gen 3 trên em này thì nói chung là về... Nói chung là về phần nhiệt độ các thứ thì nó rất ổn định đấy, nó rất là mát luôn. Nhưng mà còn về FPS thì mình thấy nó chưa được gọi là tối ưu cho lắm, vẫn có một vài pha bị drop. Mình thấy nó cũng nói chung là cũng không phải là combat gì nhiều, nhưng mà nó lại bị drop, nó hơi ngớ ngẩn anh em ạ. Gọi là đi bộ thôi nhưng mà vẫn bị drop. Nói chung là về cuối game thì mình cảm thấy là nhiệt độ nó cũng đã có tăng hơn lúc nãy rồi. Ui, mấy bố này bán đâu rồi. Ok, chắc chết bò à. Ok, kết thúc từ game PUBG. Ok, thì mình cũng sẽ xem luôn nhiệt độ thì sau khi hết vắng game thì nó sẽ tăng lên là 34 độ nha. 34 độ 4 này, 33 độ 9, nói chung 34 độ, 34 độ 8. Đó, nói chung là nói tầm khoảng là 34 độ thôi. Ok, về phần pin thì sau khi chơi vắng game này thì nó mất đi tầm khoảng là 3 phần trăm pin. Wow, nói chung là một viên pin phải nói là cực kỳ trâu để cho nên thể sử dụng chơi những tựa game thế này thì phải nói là rất là thoải mái rồi. Còn với FPS thì đây mình sẽ cho anh em xem luôn. Với FPS thì nó sẽ max là 61 FPS này và trung bình là tầm khoảng là 58. Còn đây, đây là cái biểu đồ FPS của nó thì anh em có thể xem. Dao động thì nó vẫn có một vài pha bị drop xuống, nói chung là cũng tương đối sâu đấy. Tuy nhiên thì mình thấy nó cũng không quá là nhiều đâu, 1-2, mình thấy tầm khoảng là 2 lần vào giữa game và vào cuối game là 1 lần thôi, chứ cũng không nhiều. Còn lại thì nó cũng khá là thẳng, dao động cũng không nhiều. Đó, thì anh em có thể thấy luôn về chiếc EQ Z9 này để cho anh em thể chơi những cái tựa game cơ bản như vậy thì phải nói là rất là thoải mái rồi. Nhiệt độ không quá cao, FPS thì cũng ở mức gọi là tương đối ổn định. Đấy, còn với những tựa game nó nhẹ hơn như là Liên Quân hay là Tốc Chiến các thứ thì thật sự cũng không gì để bàn cãi rồi. Ok, vừa rồi là cái trải nghiệm của mình khi mà chơi PUBG trên em EQ Z9 Turbo như thế này. Anh em có ý kiến gì thì cứ để lại ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em vào sau anh em nha.